Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip test những sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Ngày hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2020. Vâng, trong clip hàng về của buổi tối ngày hôm qua thì có những chiếc máy hút ẩm về với cửa hàng và cửa hàng cũng đã lên số cho quý khách hàng lựa chọn. Và tại thời điểm này trong buổi sáng của ngày 7 tháng 2 năm 2020, cửa hàng cũng đã nhận được những cuộc điện thoại của những vị khách hàng ở xa chốt đơn là một chiếc máy mang mã số 162 của hãng Mitsu. Và chiếc này thì có dung tích hút là 14 lít, được sử dụng điện 220V. Và tiếp theo một chiếc mang mã số 166 của vị khách hàng đến từ Hải Phòng, anh đã chốt một chiếc 12 lít. Chiếc này thì được sử dụng điện 100V. Và tiếp theo là một cặp loa Bose 301 Series 3 có thùng màu vàng về trong buổi tối ngày hôm trước. Và những cuốn băng, những cặp xương chất lượng thì những vị khách hàng đã chốt đơn, cửa hàng cũng đã trưng bày ra trước mắt quý vị và các bạn đây. Sau clip này, cửa hàng sẽ đóng gói và vận chuyển những sản phẩm về với những vị khách hàng đã chốt đơn trong ngày hôm nay ngày 7 tháng 2 nhé. Vâng, được 4 vị khách hàng chốt đơn thì cửa hàng cũng làm clip để gửi cho vị khách hàng nhanh nhất của buổi chiều ngày hôm nay là vị khách hàng có địa chỉ tại Hải Phòng. Anh sẽ nhận hàng tầm 3-4 giờ chiều. Vâng, một chiếc máy mang mã số 166 Panasonic. Chiếc này thì được sử dụng điện 100V và có dung tích hút một ngày là 12 lít. Cửa hàng cũng đang test thử đây rồi. Vâng, của anh Mạnh thì anh có địa chỉ tại bến xe Liệm Nghĩa, thành phố Hải Phòng. Anh cũng đã chuyển khoản hết cho cửa hàng âm thanh Hạnh một chiếc máy hút ẩm mang mã số 166 rồi. Và tiếp theo sản phẩm thứ hai là một chiếc máy mang mã số 162 của hãng Mitsu. Chiếc này thì được sử dụng điện 220V và có dung tích hút trên một ngày là 14 lít. Máy chạy rất là êm. Thì âm thanh Đức Hạnh xin gửi anh Dương Văn Sướng, anh có địa chỉ tại thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, một chiếc máy mang mã số 162. Tiếp theo sản phẩm thứ 3 là một cặp loa Bose 301 Series 3 có thùng màu vàng, đẹp xuất sắc như chiếc màn hình quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn đây. Âm thanh Đức Hạnh xin gửi anh Hùng nhé. Anh có địa chỉ tại số nhà 3, ngõ 5, thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Vâng, anh Hùng thì cũng là vị khách hàng mua rất nhiều những thiết bị bên cửa hàng rồi. Và tiếp theo là một cặp xương mới về, cặp xương nổi tiếng của hãng TDK, có duy nhất một cặp, đẹp xuất sắc như mới luôn. Cùng với một chiếc băng Akai, một cuốn băng Akai tứ quý đặc biệt thì âm thanh Đức Hạnh xin gửi vị khách hàng, cũng là vị khách hàng rất là quen thuộc với cửa hàng rồi, anh cũng đã mua những chiếc đầu băng cối Akai. Anh có địa chỉ tại Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu, một cặp xương TDK và một cuốn băng Akai tứ quý đặc biệt. Vâng, vậy những sản phẩm như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây, cửa hàng cũng đã lên đơn cho những vị khách hàng chốt đơn rồi. Thì vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng và theo dõi kênh hàng ngày của cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ biết thông tin chính xác và những sản phẩm về trong ngày và những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn. Vâng, vậy âm thanh Hạnh cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.